tin mừng theo Thánh Marco. Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ, các ông giải tán đám đông, vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn, và những lớp sóng ùa vào thuyền, đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đằng lái, dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất, mà Thầy không quan tâm đến sao?" Trỗi dậy, người đe gió và phán biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông khinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người?" Giữa bão tố cuộc đời, hơn bao giờ hết, hôn nhân trong thế giới ngày nay đang bị những cơn bão và sóng gió dập dồn. Cơn bão và sóng gió có thể là công ăn việc làm, có thể là quan niệm thực dụng, có thể là sự tự do tháo thứ, và cũng có thể nhân danh quyền con người. Có lẽ ý thức được điều này mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã triệu tập hai thượng hội đồng giám mục về gia đình trong 2 năm liền. Điều này nói lên sự quan tâm của giáo hội đối với gia đình, nhất là các gia đình trẻ. Giáo hội muốn giới thiệu và nói với con người rằng mọi cuộc khủng hoảng đều bắt nguồn từ sự vắng bóng của Thiên Chúa trong cuộc đời. Vì vậy, hãy như các tông đồ hôm nay, hãy kêu cầu và mời Chúa ở với gia đình ta thường xuyên.